Cái điều đáng tiếc nhất của con Victor Cardigan 2 này là em nó không tích hợp loa. Còn ngoài ra em rất hài lòng về cái chất âm cũng như là cái thiết kế của em này, em đến cực kỳ đẹp, rất là gấu, đặc biệt là hai cái đèn vuông tròn như thế này rất là đẹp hơn. Ok, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Lừa Bê Audio Đã Mắt Của Xứng Tay. Thì cũng lâu lắm rồi em mới xuất hiện trên video clip của mình. Rất mong anh em hãy like cũng như đăng ký kênh để chúng ta có thể không bỏ lỡ bất kỳ một cái sản phẩm nào của Lừa Bê Audio đem đến, nếu mà anh em thật sự đam mê. Thì quay trở lại với con Victor Cardigan 2 này, thì đây là một trong những chiếc đầu đét nha. Nhìn nó giống như một chiếc máy tự hành, nhưng mà nó không phải là dòng tự hành, tại vì nó không có tích hợp loa. Rất là tiếc phải chi là trên cái dãy này nè, nó có thêm cái phần loa nữa thì chúng ta có thể chơi được tự hành. Còn về thiết kế, về chất âm thì bản thân em rất hài lòng về cái con này, chơi nhạc vàng rất là tốt. Thiết kế thì là một trong những cái lý do chính em đem con Victor này về. Hai đèn vuông cực kỳ đẹp và cực kỳ sexy luôn, đẹp, gọn gàng và tiện dụng, rất đáng để chơi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ test cái khả năng chơi âm thanh của cái con này, sau đó thì mình sẽ test cái khả năng thâu băng ha. Đưa phận mình, mẹ ngồi xúc con nghe đất gọi thầm, chọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trong nắng như thân tự môn, để lại quê hương. Tuổi còn vơ vơ thế giới hàn thù, chiến tranh ngục tù. Con này nó không có một cái nút nguồn. Khi mà chơi thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần play này, ngắm nguồn điện 100V ha. Ngoài ra thì chúng ta có thể ở phía đằng sau này, khi mà chúng ta mở ra, nó sẽ sử dụng đây, bình D. Bình này là bình say D và sử dụng 4 cục bình. Chúng ta có thể để đứng nó như thế này. Ở phía bên hông của con Victor Cardigan 2 này là những cái cổng kết nối. Đầu tiên sẽ có một cái cổng phone. Cổng phone này là cổng phone 6.5. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái jack để có thể nghe được cái ly 3.5 này. Đây, đây là cổng phone. Và để chúng ta có thể nghe phần tai nghe như thế này. Thì bên phía cái cổng phone này nó cũng sẽ có một cái volume riêng biệt, để chúng ta muốn nghe nhạc thông qua cái tai nghe này ở mức volume nào. Tiếp theo là những cái cổng kết nối như light in, light out. Light in dùng để chúng ta thâu băng, và light out là dùng để chúng ta kết nối với những cái dạng thanh. Và tiếp đến là những cái cổng mic black, bright để chúng ta ghi băng. Ở phía bên trên thì sẽ có những cái chức năng như là chơi băng normal, chơi băng CR2, băng FECR, và có thêm cái chỉnh nữa là bias. Ở phần phía trước anh em thấy ngoài hai cái đèn vu rất là to thì chúng ta sẽ thấy nè, bên đây sẽ là một cái volume của phần led, bên đây sẽ là một cái volume của phần ray. Ngoài ra có luôn cái phần red master rất là lớn nằm ngay đây, rất là nhiều nút volume hơn, volume nè, rồi bên đây lại volume của phần phone nữa, tách biệt nhau, riêng biệt nhau để chúng ta có thể tùy biến trong cái việc mà thâu băng. Ở phía bên hông thì ngoài cái việc mà sử dụng AC 100V thì chúng ta sẽ có thêm một cái nguồn DC 6V nữa ở đằng sau. Thích thì chúng ta cắm điện, thích thì chúng ta sẽ sử dụng nguồn DC, hay là chúng ta sẽ sử dụng pin để chúng ta chơi. Những cái phần nút thiết kế rì ra làm cho việc thao tác chúng ta sẽ trở nên thuận tiện hơn. Và cái phần mà anh em thấy cái phần đếm số băng nó cũng sẽ đỡ vác một cảnh vậy rất là đẹp. Rồi đến đây thì thời lượng của video clip chúng ta cũng khá là dài rồi, thì chúng ta sẽ hẹn tất cả mọi người ở một cái video clip thứ hai nói về cái phần thâu băng cũng như là test chất âm của con này sau khi thâu nó như thế nào. Ok, xin cảm ơn tất cả các anh em, rất cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo. Nếu thích clip này thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.